Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, vùng đất lục tỉnh Nam Kỳ được chính thức khai khẩn kể từ khi chúa Nguyễn Sai trưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam Kinh Lược năm Mậu Dần năm 1698. Tính đến nay đã được trên 300 năm. Mảnh đất này với 300 năm đã để lại những tên tuổi lớn như Nguyễn Đình Triều, Võ Trường Toàn, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký. Là người Nam Bộ, ai cũng có niềm tự hào của những danh nhân Nam Bộ này. Là thể sĩ, hay học trò, tôi nghĩ ai cũng có niềm vinh hạnh khi nhắc về vị tiến sĩ đầu tiên đất Nam Kỳ, Phan Thanh Giản, sinh năm 1796, mất năm 1867, mà cuộc đời ông đến nay vẫn còn là một bí tịch. Về làng Bảo Thạch, Ba Chi, Bến Tre, trong những năm này, những năm đầu của thế kỷ thứ 21, 2005, tuy đã có nhiều đổi mới, vươn lên, nhưng vẫn còn nhiều dấu vết để du khách còn nhận ra một vùng quê hết sức nghèo khó. Nhắc đến quê hương của Phan Thanh Giản, để hồi tưởng về gần 200 năm trước, ở nơi đây, làng Tân Thạch, huyện Vĩnh Bình, Phủ Định Viễn, Trấn Vĩnh Thanh, sau đổi là làng Bảo Thạch, Tổng Bảo Trị, huyện Bảo An, Phủ Hoàng Trị, tỉnh Vĩnh Long, nay là làng Bảo Thạch, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, lại có một vị tiến sĩ mà người nay chỉ biết tự hào, không sao lý giải nổi về sự thành đạt ấy. Sự thành đạt của một ai đó ở vùng đất giàu truyền thống thì có thể hiểu được, nhưng ở vùng quê này thì quả là điều kỳ diệu, có sức lay động mọi tâm hồn người Nam Bộ và qua đó cũng nói lên được nghị lực phi thường và ý chí vươn xa của người thanh niên Phan Thanh Giản ở vào tuổi thiếu thời. Bài thơ ký nội ông viết khi ra kinh đô Huế thượng thí không chỉ nói lên được ý nguyện của ông về chí làm trai mà còn chứa đựng trong đó một tình cảm hết sức nhân ái đối với gia đình và cả đối với xóm làng quê hương. Từ thủa vương xe mối chỉ hồng, lòng này ghi tạc có non sông, đừng mây cười tớ ham rong ruổi, trướng liễu thương ai chịu lạnh lùng, ân nước nợ trai đành nỗi bận, cha già nhà khó cậy nhau cùng, mấy lời dặn bảo cơn lâm biệt, rằng nhớ rằng quên lòng hỡi lòng. Hai câu đường mây cười tớ hàm rong ruổi, trướng liễu thương ai chịu lạnh lùng, đủ để nói lên chí nguyện và tình cảm của ông đối với người thân. Trong bài ra biệt, ông lại nói về cái chí của một người học trò nghèo ở một vùng quê khó nhọc, quả đáng cho chúng ta khâm phục. Ngã xanh bột hàn tố, ngã tâm tư cổ đạo, thập tài sự mau trì, sở trí phi ôn bão. Tạm dịch, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, lòng vốn chăm theo học đạo xưa, mở mang tâm trí mười mấy năm, cốt lập chí không vì no sự ấm và sự khiêm tốn như một bản chất vốn có của ông từ thuở thiếu thời. Độc học tối cô lậu, sở đắc diệt lỗ mãng, khởi cảm vọng thanh từ, văn kiến thứ hũ bổ. Tạm dịch, việc tự học nên rất quê mùa, kém cỏi, điều học được hãy còn chưa đầy đủ, dám mơ xì xiêm áo, mong có được người hiểu biết cũng bổ ích rồi. Tình cảm mà ông dành cho gia đình là một tình cảm vô bờ bến, nhưng chí làm trai như lời nghiêm huấn luôn được ông đặt lên trên. Vì thế, cuộc chia tay để đi vào chốn quan trường đối với chàng thanh niên như Phan Thanh Giản không phải là điều dễ dàng. Kết thúc bài thơ, ông viết, du du xuất môn khứ, lâm thâm dạ sắc phi, gia cận bất khả kiến, thế lệ chiêm trường y. Tạm dịch, lòng buồn rười rượi khi bước ra khỏi nhà, rừng sâu đêm tối mờ mờ, nhà gần mà không thể nhìn thấy, nước mắt rầm rề khăn áo. Hai bài thơ trước khi ông đi làm quan đủ để nói lên nhân cách, đạo đức căn bản mà ông đã tiếp thu được từ nền tảng giáo dục trọng đạo lý của gia đình. Là một vị quan của triều đình phong kiến cuối thời, tuy ông đi làm quan xa gia đình và mặc dù triều đình phong kiến cho phép, nhưng ông không như những vị quan thông thường khác, năm thê bảy thiếp, điều này nói lên một phẩm chất đạo đức đáng được ghi nhận ở ông. Hoàng Lại Giang viết về cảm nhận của vua Minh Mạng với Phan Thanh Giản như sau. Minh Mạng im lặng, tuy giận, nhưng xét cho cùng Phan Thanh Giản là người trong sáng và tâm đức. Chẳng thế mà y vừa lấy vợ được 7 ngày đã nhờ vợ về chăm sóc ông Phan Thanh Ngạn ở Vĩnh Long đang già yếu. Y thị thương chồng, cưới cho y một con vợ, ra Huế lo sớm tối cho y lại từ chối cho về. Đấy đúng là quân tử sĩ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành, Phan Thanh Giản nỗi đau trăm năm. Phan Thanh Giản đi làm quan nhưng ông luôn có một tâm trạng đầy mâu thuẫn, đó là hoài bão công danh sự nghiệp của kẻ làm trai đối với chốn lập quan trường xu nịnh, tham lam, giả dối, cộng với ước muốn gian dã, bình dị của một thanh niên quen sống ở chốn quê mùa. Tâm trạng này của Phan Thanh Giản được ghi lại qua nhiều bài thơ của ông. Trong bài Mạch Liễu, ông viết,
Khâu Viên quy bạn Đào Bành Trạch, Khẳng Chụp Trần Ai Lão Mạch Đầu, tạm dịch muốn quay về vườn ngò làm bạn với Đào Uyên Minh để có thể tẩy sạch bụi trần trên khăn đầu già. Hay nói trong bài văn Vãn Độ Ngâm, ông viết cử mục Thanh Sơn Minh, hồi đầu tứ Lý Đao, hốt phùng Nam Cứ Hạc, mang thủ bất Thăng Chiêu, tạm dịch ngẩng lên thấy núi xanh, quay đầu lại nhìn thì quê hương xa khuất, bỗng gặp chim hạc bay về phương Nam, vội vã đưa tay, vẫy mãi không thôi. Ở bài Sơ Hạ, Phan Thanh Giản viết, gia mộng thiền đồng viễn, kỳ hoài nhật cộng trường, tương tư kinh thế khách, phong tiện mạn hoàn lương. Tạm dịch, mơ quê nhà xa rượu vợi, buồn nơi đất khách rằng giặc, ngày kinh thành hẹn đợi nhau, gặp tiện dịp sẽ về quê. Có lẽ vì tâm sự này được gửi gắm qua nhiều bài thơ của Phan Thanh Giản mà Hoàng Lại Giang tái tạo lại tâm trạng của Phan Thanh Giản khi ông trò chuyện với ông Trùm Đức như sau. Ta muốn về trở lại đồng quê, sống với cây cỏ chim muông, cạnh cha già để sớm hôm hầu hạ, cạnh bạn ta Lê Bích Ngô, Phan Dĩ Thử hàn huyên tâm sự, sướng họa văn thư, còn hơn là làm quan tham gia triều chính. Thấy điều không phải không dám theo, thấy điều trái không dám can, chỉ có nặng thêm tội. Phan Thanh Giản là vị quan thanh liêm chính trực, vị quan biết chăm lo cho dân. Điều này chắc chắn không ai nghi ngờ gì ở tấm lòng son của ông. Vì dân trong đời làm quan, ông đã nhiều lần đứng ra can gián nhà vua, ông cũng đã từng bị mất chức vì việc này. Chỉ cần nêu ra đây vài sự kiện cũng đủ để minh chứng cho tấm lòng liêm chính của ông. Ông làm quan không vì chức tước, bổng lộc mà vì một nỗi ái quốc thương dân. Năm 1834, Minh Mạng thứ 15, ông được cử đi sứ Trung Quốc, vua quan nhà Thanh ban cho ông nhiều tận vật, ông cũng liệt kê ra đầy đủ trong sổ trình nhà vua, khi vua cho ông vật gì, ông mới dám lãnh nhận làm của riêng. Năm 1835, trước khi trấn nhậm Trấn Tây, ông viết thư cho cha mình như sau: con mắc lo việc nước, lâu ngày nhớ cha, con xin kiến cha lên Vĩnh Long chơi, đợi lúc con đi Trấn Tây về, con sẽ ghé Vĩnh Long để lại mừng cha. Hiện giờ con phụ mạng vua lo việc nước, không dám quanh đường ghé tắt để viếng thăm nhà được. Năm 1836, trong bức sớ can của vua Minh Mạng ngự giá Quảng Nam, ông viết: hạ thần là kẻ giữ đất chăm dân, gội đức vua, không làm cho dân được hạnh phúc, thật là có tội. Kẻ hạ thần thấy rằng từ khi bệ hạ lên ngôi đến nay, mỗi việc đều lấy đức dạy dân, nên hạ thần xin bệ hạ đình chỉ ngự giá, để đến khi trời đất khí hòa, mùa được sân no, xin bệ hạ thẩm xét. Năm 1843, năm Thiệu Trị thứ 3, Phan Thanh Giản lại dâng bài sớ khéo léo chỉ trích vua, đồng thời đề nghị biện pháp sửa đổi nền hành chính của địa phương. Ông viết về tệ nạn của quan lại địa phương, lại còn một số quan không tốt, nhân lúc quốc xã hy hữu cho là dịp may, những vụ giấy tờ bẩm báo cũng là bắt lính đòi sâu, chẳng một việc gì chúng không tạo sự sắc nhiễu hoặc làm khó dễ. Cái thói xấu này ở xứ Nam Kỳ là thậm tệ nhất. Về dân xứ này, sợ quan như cọp, nhai lại mặc sức thay trắng đổi đen. Ông đề nghị vua xin một xuống đạo dụ cho rõ, bên trong các đại thần ngôn quan, địa phương bên ngoài, các viên chức lớn phải đem hết trí nghĩ ra và mối chân tình trung quân ái quốc đối với các điều lợi hại về đời sống của dân, không kể lớn nhỏ, không cần kiêng nể, đều phải bày tỏ, không nên giấu giếm. Rõ ràng ông làm quan không vì chức tước bổng lộc mà vì một nỗi ái quốc thương dân. Ông luôn canh cánh bên lòng, lo nỗi nước kia cơn phiền biến, thương bề dân nọ cuộc giao trình. Những hành chính sử của ông trên con đường làm quan đủ để nói lên những phẩm chất đáng kính trọng ở ông. Bởi đó, suy xét như Nguyễn Văn Châu quả là thấu lý đạt tình. Làm quan như Phan Thanh Giản mà cuộc sống nhà cây vách lá phiên tre, không hầu thiếp, không của cải riêng tư, xưa nay có mấy người được như thế. Đời làm quan của Phan Thanh Giản từ năm 1826 đến năm 1867 trải qua nhiều thăng trầm. Ông đã bị vua thăng chức và giáng chức nhiều lần, từ vị trí khởi đầu là chánh thất phẩm năm 1826. Một năm sau, ông được thăng ba cấp quan lên hàm chánh tứ phẩm năm 1827. Hai năm sau, lên chánh tam phẩm năm 1829, rồi được thăng tổng nhị phẩm năm 1831. Nhưng cũng cùng năm, ông lại bị giáng xuống cấp quan gần nhỏ nhất, chánh cửu phẩm. Vì vốn là một nhà văn mà phải lãnh lệnh cầm quân đánh giặc nên ông đã thua trận. Ông đã phải phấn đấu làm lại từ đầu và năm sau ông được thăng chức tổng thất phẩm năm 1832. Rồi từ tổng thất phẩm, một năm sau, ông lại được thăng chánh tứ phẩm năm 1833, chánh tam phẩm năm 1834 và một năm sau, ông đạt được chức vị cũ là tổng nhị phẩm năm 1835.
nhưng ông bị giáng chức lần hai một năm sau đó xuống hàng chánh lục phẩm năm 1836 vì vụ dâng sớ ngăn vua ngự giá Quảng Nam để tránh sự khốn khổ cho dân nghèo. Cũng trong năm đó, vua xét lại tính cương trực ở ông cho nên thăng chức chánh tam phẩm năm 1836. Nhưng hai năm sau, ông lại tiếp tục bị giáng chức lần ba xuống hàng chánh tứ phẩm năm 1838 vì quên đọc ấn một sớ chương. Nhưng năm sau, ông lại được phục chức chánh tam phẩm năm 1839. Và rồi cũng từ năm đó, ông lại bị giáng lần 4 xuống một cấp tòng tam phẩm vì vụ án của Vương Hữu Quan. Vua ngờ rằng ông biện minh giảm nhẹ tội cho người đồng hương. Tiếp năm sau, ông lại bị giáng cấp 5 lần xuống chánh tứ phẩm năm 1840 vì vụ bài thơ Điệp Vận Mai Trúc Tùng. Hai năm sau, ông được thăng lại chức quan cao mà ông đã từng nắm giữ tòng nhị phẩm năm 1842. Nhưng năm sau, ông được thăng chức chánh nhị phẩm năm 1847 rồi lên chức tòng nhất phẩm năm 1853. Chỉ còn một chức quan chánh nhất phẩm nữa là tới tột đỉnh của các phẩm quan. Nhưng không ngờ, năm 1862, ông bị cách lưu vì vụ thương lượng chuộc ba tỉnh miền Đông bị thất bại. Một công việc thất bại, tất yếu mà cả triều đình phong kiến lúc bấy giờ, kể cả tự Đức cũng không ai làm được, huống gì một Phan Thanh Giản. Cũng cần nhớ rằng sau năm đó, năm 1865, Phan Thanh Giản biết mình tuổi già, sức yếu, đã xin vua cho về hưu nhưng bị vua từ chối. Để rồi sau năm 1866, ông lại xin từ chức một lần nữa vì bệnh tật nhưng cũng bị từ chối và còn bị vua khiển trách yêu cầu ông hoàn thành sứ mệnh lấy lại mấy tỉnh Nam Kỳ. Đến năm 1867, quân đội Pháp chiếm đóng nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, biết không thể làm gì hơn và để tránh cuộc đổ máu vô ích của dân, Phan Thanh Giản ra lệnh cho quân đội dưới quyền ông đầu hàng. Đây cũng là điểm mốc bi kịch của cuộc đời ông và cái cớ hết sức phi lý mà Tự Đức và những người chủ chiến kết tội ông. Nếu nói công bằng, chính Tự Đức chẳng những không thấy trách nhiệm chăn dân của mình đã đẩy ông đến chỗ chết. Ông đã tuấn tiết vào ngày 1 tháng 8 năm 1867 sau 17 ngày nhịn ăn để tự xử việc làm của mình, mà còn đổ vấy cho mọi trách nhiệm lịch sử lên đầu Phan Thanh Giản bằng cách truy tước mọi phẩm hàn của ông và còn lạm quyền đục bia tiến sĩ của ông, để rồi ông phải mang thêm tội bán nước mà cho đến tận ngày nay không phải ai cũng hiểu cho ông. Đúng là một cái giá lịch sử bất công dành cho Phan Thanh Giản. Nhưng lịch sử vốn công bằng nên triều đình Đồng Khánh năm thứ 1, tức 19 năm sau khi ông mất, 18 năm sau khi ông bị tước phẩm hàn, xóa tên trên bia tiến sĩ đã trả lại công bằng lịch sử cho ông. Nhân dân các tỉnh Nam Bộ đã tôn thờ ông, dựng tượng ông. Những năm 60 của thế kỷ 20, ông lại bị một số người đánh giá không tốt về ông. Nhưng để đến bây giờ, ở đầu thế kỷ thứ 21, ông được rồi có suy nghĩ hơn, đánh giá lại một lần nữa và xóa cho ông oan tội bán nước. Có lẽ số trời đã đặt để nơi ông nhiều bi kịch, nói như Cao Tự Thanh về số phận nhiều cay đắng mà ít vinh quang là rất đúng và cũng đúng như nhận định của anh dưới đây về ông, là một nhân vật lịch sử có số phận khác thường. Phan Thanh Giản đã chết 4 lần, lần thứ nhất là Phan uống thuốc độc tự tử, lần thứ hai là Phan bị thực dân ám sát khi khen ông sáng suốt, không chống lại Pháp, lần thứ ba Phan bị triều đình tự bức tử với bản án truy đoạt tất cả chức hàm, đục tên trong bia tiến sĩ, giữ mãi án trảm giam hậu. Lần thứ tư là vào thời gian năm 1960 đến năm 1963 khi chúng ta hạ quyết tâm dùng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, với nền sử học rời khỏi con đường dài phục vụ cách mạng mà đi vào con đường tắt phục vụ chính trị đương thời, đã xử tử ông cũng như phê phán những người yêu nước không dùng bạo lực như Phan Chu Trinh, gây ra một công án đau lòng khiến những trí thức đương thời như Ca Văn Thỉnh day dứt và các chính khách như Võ Văn Kiệt hiện nay chăn trở. Không phải thấy rằng cái lẽ công bằng ở tầng lớp nhân dân chưa bao giờ đánh giá ông tệ hại như vậy. Tôi rất đồng tình với nhận định của Nguyễn Văn Châu, nguyên thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về Phan Thanh Giản như sau. Người Bến Tre, quê hương của Phan Thanh Giản, từ trước đến nay vẫn kính trọng nhân cách, đức độ và tiết tháo của người học trò già khi sinh ra và chôn xác dưới gánh mù u. Không ai xúc phạm đến ông, không coi ông là một kẻ phản bội, đầu hàng hay bán nước. Cũng có ý kiến cho rằng người này đã dựa vào những ý kiến của người xưa mà đánh giá, nhưng ý kiến của người xưa ý là như thế nào, trong khi Nguyễn Đình Chiểu được xem là ngọn cờ đầu của công cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ thời bấy giờ vẫn khóc thương khi hay tin Phan Thanh Giản mất. Nhà thơ Vũ Đất Bến Tre bằng ngói cầm bút đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
luôn có con mắt sáng khi nhìn sự việc. Ông đánh giá sự hy sinh của nghĩa binh Cần Guộc đánh đồn cũng như khi ông làm hai bài thơ điếu Phan Thanh Giản với lời lẽ thắm thiết nghĩa tình. Minh tinh chín chữ lòng son tạc, trời đất từ đây mặc gió thu. Hay lịch sự tam triều độc khiết thân, vi quân thủy tán nhất phương dân. Và trong bài Lục tỉnh sĩ dân chân vọng, Nguyễn Đình Chiểu còn có một câu đánh giá Phan Thanh Giản mà bên cạnh câu đánh giá Trương Định như sau: phải trời cho mượn cán thương phá lỗ, Trương tướng quân còn cuộc nghĩa binh, ít người đặng xem tấm bảng phong thần, Phan học sĩ hết lòng mưu quốc, một con người như thế làm sao có thể bán nước được. Rõ ràng ngòi bút của nhà thơ yêu nước nổi tiếng Bến Tre không hề có một lời lẽ nào xúc phạm đến nhân cách Phan Thanh Giản, đành rằng sau khi Phan Thanh Giản mất có câu Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân, nhưng căn cứ từ đâu, ai nói thì không rõ, và tại sao ta cứ phải dựa vào câu khẩu hiệu thiếu căn cứ của những kẻ chủ chiến nào đó mà buộc tội ông bán nước. Về vấn đề này, chúng tôi tin vào ý kiến của cố học giả Ca Văn Thỉnh trong bài Các nhân vật cận đại tiêu biểu của Bến Tre được dẫn qua tham luận của Nguyễn Văn Châu. Ca Văn Thỉnh viết, phê phán hành động của Phan Thanh Giản, nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907 đã nhắc đến chi tiết Trương Định đề cờ Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân. Theo chỗ tôi biết thì người kháng chiến đồng thời với Trương Định là Nguyễn Thông khi biết về chuyện Trương Định không hề nói việc về đề cờ này. Chúng ta tin tiểu sử của Trương Định do Nguyễn Thông viết thời Trương Định kháng chiến Pháp cứu nước, hay tin theo lời của nhóm Đông Kinh Nghĩa Thục phát biểu nửa thế kỷ sau này. Và nếu có đi chăng nữa thì người dân thường vẫn đặt ra những câu hỏi như Nguyễn Văn Châu đã đặt ra, ông Phan mãi quốc để cầu vinh hay cầu lấy cái nhục và uống một chén thuốc độc để tự hủy cuộc đời mình? Người trí thức có ai làm thế không? Chúng tôi nghĩ rằng người bình thường cũng không ai làm thế. Nói như Minh Chi khi đánh giá về ông, nhìn qua suốt cuộc đời của ông Phan cho đến khi ông tuẫn tiết vào ngày 1 tháng 8 năm 1867, chúng ta khó có thể buộc tội được họ Phan bán nước. Trong tất cả lòng tham của con người thì lòng tham sống sợ chết là mãnh liệt hơn cả. Phan Thanh Giản với sự tuẫn tiết đã tỏ ra không ham sống sợ chết, đã tỏ ra chiến thắng được mình trong một trận chiến thắng khó nhất. Dù tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Anh bạn Nguyễn Phúc Lộc, giảng viên toán học trường Đại học Cần Thơ, có nghe tôi kể một cuộc trao đổi giữa anh và một trí thức Hà Nội nhân chuyến đi công tác trên chuyến tàu Thống Nhất Bắc Nam về cái chết của Phan Thanh Giản. Theo quan điểm của anh so sánh về hai cái chết của võ quan Hoàng Diệu và một quan văn Phan Thanh Giản. Anh cho rằng cái chết nào cũng khó khăn, đáng kính. Với Hoàng Diệu, ông đã làm tròn vai của một vị tướng bằng cái chết của một người giữ thành, hy sinh rồi phải mất thành. Nhưng xét cho cùng, sự thất bại của cái chết này có phần dễ dàng hơn vì biết mình sắp đi vào chỗ bất tử. Còn đối Phan Thanh Giản, sự tránh đổ máu cho binh sĩ ở thời điểm lúc bấy giờ bằng cách giao nộp thành trước rồi tự lo cho mình cái chết sau, không phải ở trong một thời điểm quyết liệt nữa. Hơn nữa, cái chết của người quân tử không chắc thành đang thì quả khó khăn hơn nữa và có phần nào vượt qua ngoài quy luật ứng xử thông thường của cuộc đời. Nên tôi đánh giá cái chết của Phan Thanh Giản rất đáng để kính nể. Tôi cho rằng vị quan đại thần từng trải qua ba triều vua, học rộng, đi nhiều, có lẽ Phan Thanh Giản thừa hiểu cách giải quyết để đi chọn con đường trung nghĩa với một vị tướng như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Thế nhưng, ông không chọn cách giải quyết cuộc đời ông theo một công thức an toàn như thế, mà lại chọn cách giải quyết có nhiều rủi ro hơn là dâng thành để một mình chịu chết. Sự tuân tiết của Phan Thanh Giản phải nói là sự quyết định của một người rất yêu cuộc sống, có đức hiếu sinh, chấp nhận cái chết chỉ riêng mình để nhiều người khác được sống. Đó chính là cái dũng của bậc hiền nhân mà không phải ai cũng làm được. Người đồng hành với anh Lộc đồng tình mà anh cũng tâm đắc nhận định ấy. Phan Thanh Giản được các tầng lớp trí thức và nhân dân ở tỉnh Nam Bộ tỏ lòng kính trọng không phải vì ông là một vị quan to mà vì ông là một nho sĩ mẫu mực hiếm có một kỳ thời phong kiến suy tàn. Sự hiểu biết rộng của ông được thể hiện qua sự sáng tác văn chương mà ông để lại cho hậu thế. Tác phẩm của ông gồm hai bộ Lương Khê Thi Thảo, Lương Khê Văn Thảo và tập Lương Khê Thi Thảo có tất cả 18 quyển. Có khoảng 455 bài thơ, tập Lương Khê Văn Thảo có 3 quyển khoảng 60 bài văn với nhiều thể loại, biểu, sớ, ký, thư. Qua tập Lương Khê Thi Thảo, ta đã thấy ngay được sự chân thành, trung thực của một con người công minh, chính trực, nhân nghĩa và giàu lòng yêu nước, thương dân. Một số bài thơ được giới nghiên cứu nhắc đến nhiều như Giao Hành, Quá Xuân Thỉ Kiều, Thất Phách Tác, Thu Nhật Thư Hoài. Ai quân nhi, tế đán, ký nội, đi sang xứ Pháp, việc nước không thành.
Nội dung của các bài thơ thường xoay quanh chủ đề tình cảm của ông đối với thiên nhiên, làng xóm, con người, qua đó nói lên tâm trạng của ông với tình yêu quê hương đất nước và tình yêu thương dân nghèo. Tình yêu quê hương đất nước trong bài Lương Khê Thi Thảo là ơn vua lộc nước, lúc nào ông cũng canh cánh bên lòng vì cảm thấy ái ngại mình chưa làm được gì nhiều cho đất nước quê hương, tự thẹn mình chưa làm được gì cho quê nhà, quyết tâm tu dưỡng đạo đức, ấy cũng là lẽ sống của ông. Ông viết trong bài Thu Hoài như sau: Lạm lữ thiên quan đồng ác trạch, giã phô thốn hiệu đáp hồng từ, Hoàng Châu tuế văn trường ngâm vọng, đa phụ môn lư thiện dưỡng kỳ. Tạm dịch, chót dự ân triều đình với bá quan, nghĩ chưa làm được gì để báo đáp, trên đất Hoàng Châu năm hết, ngân nga đợi ngày về, thấy mình phụ tình của quê hương mà gắng sức trao dồi. Trong bài Tú Trực, ông lại băn khoăn lo về khánh nợ trước, ơn vua mà nghĩ đến sự báo đáp. Ông viết, Cúc Ân Hà tự sùng thâm báo, độc ỷ nguy lan tọa tịnh xương. Tạm dịch, ơn nước không biết làm thế nào đền đáp cho xứng, một mình ngồi dưới ánh chiều tà ngẫm nghĩ. Hay trong bài Đăng Bảo Định Đồn, ông lại viết, Ngọc Quan Mạn Đạo lao đầu bút, Bạch Thủ Trường Kham báo quốc ân. Tạm dịch, dùng ngòi bút luận bàn đến việc ra biên ải, đầu bạc vẫn còn có thể báo đáp ơn nước. Lòng yêu nước của ông lúc nào cũng gắn với tình yêu thương dân nghèo. Trong bài Tổng Quân, ông nói về nỗi khổ của dân hai huyện, Ai Thử Nhị Huyện Dân, Hướng Chuyển Diệc Lao Lụng, Thu Quý thuộc Vũ Lao, Sơn Khê Thậm Xù Mạc. Tạm dịch, thương cho hai dân huyện khổ cực vì phận lương, mùa thu thì mưa lũ, làng mạc cách trở vì khe suối, núi đồi. Trong bài Thanh Nghệ Đạo Trung, ông nói về nỗi khổ của người dân xứ này và tấm lòng của ông khi nghĩ về họ. Mễ Xá Bình Thanh Nghệ, Lưu Dân Thử Quả Quan, Giai Triều Đình Xích Tử, Thủy Nhẫn Bất Tương Quan. Tạm dịch, giá lúa gạo ở Thanh Nghệ đã bằng nhau, dân xứ là dân hóa bụa, là con của triều đình, ai nỡ xem không liên quan đến mình. Phan Thanh Giản rất quan tâm tới đời sống của người dân trước nạn thiên tai khắc nghiệt, có những đêm ông không ngủ được vì những điều trăn trở ấy. Trong bài Thu Dạ Độc Khởi, ông viết, Bát Nguyệt Thượng Viêm Nhiệt, Nam Mẫu Khát Dư Ba, Tiết Hậu Tùy Niên Dị, Tinh Thần Vận Khí Hòa, Trung Dạ Chính Độc Khởi, Kiều Thủ Vọng Minh Hà, Vì Vận Động Thiên Tuế, Hoàn Khủng Phong Vũ Đa. Tạm dịch, tháng 8 trời còn nóng, ruộng đồng khô thiếu nước, thời tiết khác mỗi năm, lễ tuần hoàn chuyển vận, giữa đêm một mình thức giấc, ngẩng đầu trông trời đất, thấy mây chuyển động khắp trời, lại sợ mưa to, gió lớn. Đi làm quan xa gia đình, nên trong thơ Phan Thanh Giản có rất nhiều bài thơ nói về nỗi nhớ làng xóm gia đình. Ông nhớ nhiều về làng quê của ông với tên gọi Gãnh Mù U, nghe quê mùa nhưng hết sức thân thương đối với ông. Ông nhớ những mái tranh nghèo, còn đó một cha già mà ông không có điều kiện chăm sóc. Chẳng hạn trong bài Năm Phố Xuân Mộ, ông nói, Đông phong phiến thục khí, bạch nhật dương chiêu hy, du nhiên khởi sao tứ, lộ viễn mạc trí chi, ngã ra tại hà xứ, mai giã thiên trí nhai, mao thứ lưỡng tam gian, tam thác ủng xài phi, cao đường hữu lao thân, ban ban bấn dục ti, bình sinh sự diễn du, hoàn gia năng kỷ thì. Tạm dịch, gió đông mang lại hơi quen, mặt trời reo rách ắng, lòng chợt buồn nhớ về quê nhà, mà đường xa biết làm sao được, nhà ta hiện ở chỗ nào, trốn quê xa tận chân trời, có vài gian nhà lá là được chống đỡ bằng những thanh củi gỗ, trong nhà còn lại một cha già, mái tóc bạc trắng như tơ, lúc trẻ bận việc đi xa, không thường có dịp về thăm. Quê hương gắn bó với giếng làng, con chim bay về núi, cảnh trâu bò, sớm tối đi về, việc cày cấy cũng có lúc bận rộn, có lúc nhàn nhã, ông nghĩ về những sinh hoạt ấy, làm lúc muốn quay về cố hương. Phan Thanh Giản là vị quan nổi tiếng thẳng thắn, ông phê bình, góp ý không kiêng nể ai, kể cả vua. Ông đã nhiều lần đứng ra khuyên vua điều hay lẽ phải mà không hề sợ bị bắt tội. Nếu sợ thì chắc hẳn ông đã im lặng rồi. Trong các bài sớ, ông không bổng lộc, chức quan mà né tránh điều phải nói thẳng, điều cần can gián nhà vua, khuyên vua nên làm. Chẳng hạn, trong sớ Thịnh An của tỉnh Quảng Nam, Phan Thanh Giản viết mưa to và nạn lụt lội là những triệu chứng không tốt, hạ thần cúi xin thánh thượng tự sửa mình, làm điều nhân đức là giảm bớt số cung nữ phi tần. Như thế là thánh hoàng đang làm theo ý thiên địa, bách tính sẽ được sung sướng. Trong Tuân Dụ Dân Sớ Điều Trần, nếu không là người thương dân thì làm sao ông có thể đứng về phía dân mà tố cáo bọn quan lại địa phương, đề nghị nhà vua mạnh tay trừng trị bọn sâu dân mọt nước cho được. Vậy cho nên thuộc lại ngày càng quỷ quyệt, dân lành ngày càng một bần cùng, người lưu lạc bị khai khổng số ma. Ngày trước các đại thần có trần thấu các khoản, nhưng so với những điều thần nghe còn chưa được 3-4/10 vậy. Rất sợ rằng nếu thuốc trị không cấp, thời bệnh lại càng lan, rồi việc phòng vệ biên cương không làm sao mà giữ vững được.
cuối sớ, ông nhắc cho vua một chân lý trị nước, đó là phải an dân. Muốn cho an dân, ông hối thúc vua phải trị bọn hại dân, ý niệm an dân, sau trước, truyền cần, để cho luân thường rộng khắp, hành hóa lớn lao, sáng láng, trị bình, chỉ mong hoàng thượng một lòng thi hành, nghĩ cũng không phải là khó. Đặc biệt là lá sớ năm 1852, ông cùng Nguyễn Tri Phương điều trần 8 việc chính trị. Có thể nói thêm rằng, trong số điều trần, do hai vị quan này đề nghị có những điều không khéo dễ bị vua buộc tội, gây ra hậu quả thiệt thân mà người bình thường ai cũng thể cân nhắc bằng cách im lặng. Nhưng họ không làm như vậy, điều này đủ để nói lên đức tính trung thực và dũng cảm ở họ. Xin lược 8 điều này như sau. Xin vua cẩn thận việc chơi bời. Xin đừng ham coi hát sướng, cần lo tránh nước là hơn, xa tránh những kẻ thấp hèn lành lợi. Xin vua chuộng điều tiết kiệm, bớt việc lãng phí xa hoa mà thương xót cho dân, giữ gìn đất nước. Xin bớt kể cận thần và giữ theo phép tiền triều nước. Xin lựa người trung lương mà dụng, xin bớt công việc cho lính thành giang để thường thường rèn luyện trận đồ. Xin vua thêm lương bổng cho hậu để các quan trao dạ thanh liêm, giữ lẽ công bằng, không ham hối lộ khỏi dại dân lành. Sau tờ sớ này, Phan Thanh Giản được tự đức thừa cho một tấm kim khảnh có khắc 4 chữ Liêm Bình Cần Cán. Chính là ở tờ sớ này, rõ ràng 8 điều Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương nêu ra đó không chỉ là một điều khuyên vua mà còn là một bài học cho chúng ta ngày nay trong một xã hội thậm tệ tham ô, hối lộ, lãng phí đã đến mức được gọi là quốc nạn thì rất cần những lãnh đạo cấp trên biết nghe và những lãnh đạo cấp dưới có tấm lòng và nhân cách thẳng thắn như hai ông. Tấm thân sáng này ở Phan Thanh Giản đáng để hậu thế lưu danh. Trong Luận về hiếu để là gốc của đức nhân, Phan Thanh Giản quan niệm về đạo đức phải có một người rất rõ ràng. Ông biết, đứng đầu đức là nhân, nhân chủ là về lòng yêu thương. Lòng yêu thương thì không có gì lớn hơn là yêu thương cha mẹ, gần gũi với người thân mà nhân đức với dân. Nhân đức với dân mà yêu muôn vật đều là những biểu hiện của đức nhân không bao giờ hết vậy. Còn trong Phụng Ngự Đề, Luận về văn thần không ham tiền, ông nói về sự liêm chính là cái gốc của hưng thịnh. Vì vậy, theo ông, cần phải dẹp trừ tệ tham ô, nạn ăn đút lót mà ông gọi là tủ hủ lậu như sau. Dẹp trừ tục hủ lậu này, cứu vãn làn sóng suy đồi, ở nơi giàu có chẳng tham bơ vét, sống thanh cảnh bần mà đức sáng ngời. Đặt nền dựng nếp, tiết tháo luyện rèn, sao cho lúc thoái triều có phẩm đức cao khiết, khi ở phủ không đục khoét dân lành, được thế thì giáo hóa có thể thi hành, lễ nhạc có thể hưng lên được vậy. Một khía cạnh nữa thuộc về đạo đức, nhân cách của Phan Thanh Giản nghĩ cũng nên nhắc lại lá sớ tâu vua xin về hưu năm 1865. Ông viết, khi đến tuổi 70 thì con người mảnh khảnh như cây sậy, như một cây liễu sầu đã chịu nhiều phong ba, như con tuần mã đuối sức không thể tiếp tục đường trường dù nó có thương chủ nó đến mấy đi chăng nữa. Thần thấy đã bất lực nếu còn dám tiếp tục sứ mạng, e sự nhầm lẫn của thần làm rắc rối chuyện quốc gia. Nhân cách lớn của nhà nho Phan Thanh Giản được thể hiện rõ nhất trong quá trình làm quan của ông. Từ cách hành xử đến suy nghĩ đều dựa trên nền tảng của nước và dân, đều dựa trên nền tảng luân lý nho giáo. Ông đã học tập mà không ngừng tu dưỡng, thể hiện nó từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Thuở thiếu thời cho đến lúc lão lai, cả ở những giây phút cuối đời, ông cũng bộc lộ rõ phẩm hạnh đấy. Trong lời chối trăng, ngày 19 tháng 7 năm 1867, ông dặn lại con cháu một chân lý sống là không được dục lợi cầu vinh, làm những điều nhẫn tâm hại lý. Đồng thời, ông cũng đã nghĩ tới con đường trấn hưng đất nước. Theo ông, thì không có con đường nào khác ngoài sự canh tân, học hỏi cho bằng Âu Tây thì mới mong có ngày rạng rỡ quê hương. Tổ quốc, ông viết, ta đã biết rất rõ cơ trời, dầu làm thế nào thì cũng không qua được thiên ý. Vậy khi ta thắc rồi, ai nấy an cư lạc nghiệp, lo việc học hành, không nên lợi dụng cầu vinh mà làm những việc nhẫn tâm hại lý. Nay, ta đã tuổi cao sức yếu, thành ra kẻ vô dụng cho nước nhà, dầu có thác cũng không đủ tổn hại cho quê hương, còn ta sống không đủ ích lợi cho xứ sở. Hay cố học hỏi bằng người Tây Âu, hãy dáng phò vua giúp nước, toan lo hết sức người, họa may sau này đặng vẻ vang cho tổ quốc. Từ ngày ông mất đi, người dân ít nhất là các vùng tỉnh Tây Nam Bộ vẫn luôn một lòng kính trọng ông, họ tôn kính ông vì ông là một người có nhân cách lớn. Các bạn vừa theo dõi video của kênh Việt Sử Toàn Thư. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.